Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 49. Hôm nay những đức đọc những công đoạn này để chúng ta học tập. Lâu lâu những đức đem những công đoạn này ra để đọc lại lời dạy của chư tổ sư, tán thán về tịnh độ. Khi chúng ta nghe những công đoạn này, âm hưởng của chư tổ giúp cho chúng ta tăng thêm tín tâm niệm Phật. Dù gặp sự trở ngại cản trở gì, chúng ta cũng quyết tâm niệm Phật, vì pháp môn tịnh độ thù thắng. Một đời thành tựu chấm dứt luân hồi. Đại sư Liên Trì trích Liên Trì Cảnh Sách. Duy chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mới qua được biển khổ sinh tử. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật chỉ dạy: vào thời mạt pháp, ức ức hàng trăm triệu người tu hành, ít có người đắc đạo. Chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mới vượt qua được biển khổ sinh tử. Vào thời mạt pháp, căn khí của chúng sinh ngu si yếu đuối. Nếu không nương vào sức đại từ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để một đời thành tựu giải thoát sinh tử, mà chỉ dựa vào tự lực thì ức ức vạn người khó có một người thành tựu. Vậy nên hãy thức tỉnh theo lời chỉ dạy của Đức Phật, phiền các vị hãy thành thật niệm Phật, chuyên nhất một cửa thâm nhập mới có thể thành tựu. Bằng không thì khó lo xong việc lớn sinh tử trong đời này. Đây là những công đoạn mà tổ sư nhắc nhở chúng ta. Khi mình nghe lên những công đoạn này, cái tự nhiên cái tâm mà niệm Phật của mình nó yên tâm lắm. Ai có nói gì bản thân mình cũng không bị dao động. Tổ sư nói rằng căn khí của mình bây giờ căn tính ngu si yếu đuối. Nếu không biết nương vào pháp môn tịnh độ mà niệm Phật thì như chịu thua. Bây giờ cả chùa mình luôn thì coi đông y y người ta bị coi. Nhìn lại căn tính mình đi, ngu si yếu đuối là gì? Chúng ta thường nghĩ ác là ngu si. Chúng ta không tính nguyện là yếu đuối. Nhớ không? Mới giờ nói ngu si yếu đuối, mình nói ồ tôi đâu có ngu đâu ta, tôi đâu có yếu đuối đâu. Vậy như Đức nói cho vị nghe rõ ràng, thường nghĩ ác là ngu, mà không gây dựng tính nguyện là yếu đuối. Tổ sư nói đúng, mình ngu si yếu đuối. Dù niệm Phật nhưng mà buông ra là tâm nghĩ ác. Nếu như mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu Phật tiếp dẫn, thì đời này chúng ta đừng mong mà giải quyết xong cái việc lớn sanh tử được. Bây giờ mà còn lông nhông, bây giờ mà còn lòng vòng, không siêng năng lo niệm Phật thì thua. Nên có một cô Phật tử, cô mỗi ngày bấm số niệm Phật dẫn đoàn đi tu, phát tâm dũng mãnh. Đến lúc khảo đạo, nơi làm việc của cô không cho cô bấm số niệm Phật.
Từ từ con muốn trở ngại cái việc con nghỉ phép đi chùa luôn. Có hỏi Nhuận Đức, Nhuận Đức không trả lời. Nhuận Đức nói, nếu đặt là Nhuận Đức tin Pháp Môn Tịnh Độ thì Nhuận Đức cực kỳ bình thản. Họ muốn cho Nhuận Đức nghỉ thì cứ cho đi. Nhuận Đức hoàn toàn tin bổn nguyện niệm Phật. Có khi không được chỗ này còn có chỗ kia còn ngon hơn. Tin vào bổn nguyện niệm Phật. Con tin Phật, con dẫn người đi tu. Con làm bằng cả tấm lòng của con. Khổ đau, vui sướng gì cũng là nhân quả của con. Con tin Phật. Nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo thì tăng trưởng. Tâm vô cùng bình thản. Làm gì họ không cho mình bấm số niệm Phật. Chúng ta bấm số niệm Phật thử họ làm được gì mình. Chúng ta chỉ cần làm đúng vai trò làm việc của mình cho thật tốt. Chúng ta bấm số niệm Phật làm gì họ không cho. Còn nếu họ muốn cho mình nghỉ thì họ tự giải quyết đi. Tin Phật hoàn toàn 100%. Chúng ta chỉ cần làm trách nhiệm công việc cho thật là tốt. Dưới cái cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi, ăn ở bao nhiêu quý vị mà lo nặng nề. Nếu như đoạn huệ mạng, tu hành đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Khi được thân người mà gặp Pháp Môn Tịnh Độ, một hơi thở thở ra con mít vào tam đồ ác đạo đang chờ mình, đây mới là đáng sợ. Đáng sợ nhất là chỗ này. Chứ không phải đáng sợ cái chuyện lo giàu nghèo đẹp sắc. Đáng sợ nhất là khi chết đi đọa tam đồ ác đạo. Đây mới là đáng sợ. Trong cuộc đời này không có cái gì mình phải đáng sợ, nhưng chỉ có đúng đáng sợ là mình làm ác quá nên cuối cùng cuộc đời mình phải đi xuống tam đồ ác đạo mà sống. Đây mới là đáng sợ thôi. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên Đức Phật đã nhắc mình thờ mạt pháp, ức ức người tu không có người thành tựu. Duy chỉ có những người tu Tịnh Độ niệm Phật, gây dựng tín nguyện thì một đời này mới giải quyết vấn đề sanh tử cuộc đời này. Nên chúng ta sống trong thời cuộc này, bao nhiêu là kiếp nạn, bao nhiêu sự trở ngại. Quý vị để ý sâu sắc thử thời cuộc này. Phải đối với việc ác thì con người đang ung đúc, còn đối với việc thiện thì con người đang hạ bệ. Nên kiếp nạn nhân sinh con người chúng ta phải chịu gánh nặng vô cùng. Mình đi ngoài đường quý vị cũng thấy được, cũng học được. Nhạc đập rầm 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 thì không ai nói gì, nhưng nếu bị bắt niệm Phật lớn một chút là coi chừng có chuyện. Thì thấy rõ ràng có người đang hướng ác không hướng thiện, nên kiếp nạn dễ đạt. Nên mỗi người mình hiểu được định lực nhân quả, hiểu được Phật pháp thì mình cố mình niệm Phật, siêng năng niệm Phật, phải tin Phật. Họ không cho mình niệm Phật, niệm Phật có nhiều cách. Trong tâm mình niệm Phật họ cản được không? Chỉ có cái là chúng ta không niệm thôi. Nếu chúng ta đã quyết tâm niệm Phật rồi, không ai cản mình cái chuyện niệm Phật hết. Có cô kia, chồng cũng không cho cô niệm Phật. Mỗi lần cô đi vô nhà vệ sinh là cô niệm Phật. Nhưng Đức nói ông không cho cô niệm Phật, nhưng ông không có cản được cái tâm của cô niệm Phật. Đời này gặp nhau trong cuộc đời này, làm vợ làm chồng làm con, nhưng qua một đời này rồi chúng ta gặp nhau cũng không biết mặt nhau. Nên mình muốn biết thăng bằng quyến thuộc mình ở đâu để giúp họ, thì đời này mình phải gầy dựng cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc làm chính. Tu làm sao mà càng tu càng dễ tính. Ở trong chùa thì người ta sắp xếp mình biết nghe lời. Vì cả cuộc đời của mình dành cho gia đình mình nhiều quá, đến lúc mình ở trong ngôi nhà tam bảo chưa được bao lâu, thì còn thời gian ngắn ngủi này mình phải gầy dựng chứ. Còn mình đi vô chùa mình còn bê tha tùy tiện thì tiêu mình rồi. Nên có một câu nói rất hay: muốn làm người dân ở thế giới cực lạc
thì phải làm người dân ở cõi ta bà, biết chấp hành quy củ cuộc sống mỗi khi đi đến đâu. Muốn làm bậc thượng thiện ở cực lạc thì phải làm người thiện ở cõi ta bà. Nên tâm của mình không nghĩ ác ý, không hại ai hết. Mỗi ngày được ở trong ngôi tam bảo, lo niệm Phật, quý thầy sắp xếp mình biết nghe lời. Phòng ốc mình ở đâu mình nghiêm túc ở đó đàng hoàng. Khó khăn từ từ nó cũng thành dễ. Không gây khó mình hoài chứ, từ từ rồi nó cũng dễ à. Cứ kiên nhẫn mà niệm Phật đi. Ăn tổ ngày nói, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Cứ xuyên niệm Phật đi là đặc biệt nhất. Tức quá thì nói vài câu xong bỏ qua, từ từ rồi nó tiêu nghiệp mình cũng nghĩ nói luôn. Căn tính mình niệm Phật có khi cũng chưa tiêu liền nên có khi cũng tức. Tức thì nói đại vài câu, nói vài câu xong buông ra liền, bỏ liền, không cần quan tâm đến. Vậy thì cũng coi được được một chút. Còn mang tâm hận thù không nói, muốn báo thù, hiềm khích với họ thì đúng là tâm mình ác quá, mình chúng độc nặng. Thấy không? Nhớ. Nên mỗi người mình phải biết trân quý, siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Trong mọi hoàn cảnh mình niệm Phật. Như trong chùa mình lay quay có người mắc như Đức làm đám, lay quay có người mắc như Đức làm đám. Cứ nhắc nhở mình suốt luôn để mình trân quý thời gian. Bản thân mình biết tu hành, siêng năng niệm Phật mỗi lúc mỗi nơi. Lay quay rồi tới lễ nghỉ tuần này thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nắm bắt cơ hội để mà mình dụng công mình tu, nhiệt liệt tu duyên tu phước. Lễ 30/4, 1/5 sau lay quay rồi tới Phật đản nè. Chương trình Phật đản năm nay chúng ta tổ chức chỉ có một ngày, mùng 8/4, xong tới ngày buổi sau mùng 9/4, bên hộ pháp chỉ đúng buổi sáng là xong. Nên tất cả trưởng đoàn dẫn đi nắm rõ gì đó. Chương trình nguyên một ngày mùng 8/4, thì mùng 7 là chúng ta đi đến chùa để sáng sớm mình vô thời khóa tu, 4 thờ tu, chiều lại buổi tối kết thúc chương trình khoảng cỡ 8:30 là xong. Ngày mùng 8/4, 8:30 buổi tối là xong. Rồi mình ở lại chùa một đêm, mình sắp xếp được thì ở lại, còn nếu ai về thì tùy duyên. Mình ở lại để sáng mình qua bên hộ pháp, mình dự một khóa tu buổi sáng và buổi trưa 8:30 như Đức giảng pháp mùng 9/4. Xong phóng sanh cũng đích thực, xong kết thúc chương trình chuyến đi của mình từ Đại Tùng Lâm qua tới hộ pháp. Nên mỗi một người mình sống cuộc đời này, mình thường nghĩ thiện, làm thiện. Dù việc thiện mình chưa làm mà mình cũng nghĩ thiện nữa. Vì sao mình nghĩ thiện? Vì mình nghĩ thiện thì mình đừng nghĩ ác. Cái tâm mình nó đâu có yên, nó như con khỉ, nó nhảy tới nhảy lui. Mình mà không nghĩ thiện thì nó nghĩ ác. Nên mình phải nghĩ thiện. Nghĩ thiện thì khỏi nghĩ ác. Nên trong kinh Phật dạy là thường nghĩ thiện pháp, là thường nghĩ thiện. Những việc nghĩ lợi ích cho người ta là thiện. Những cái việc mà nghĩ hại người ta là ác, châm thọ người ta là ác. Mình nghĩ những việc lợi ích cho người ta là thiện. Chân thật mình làm những việc lợi ích cho người ta là thiện. Rồi tôi nhớ Phật niệm Phật là thiện. Nhớ Phật niệm Phật là việc thù thắng nhất. Đây gọi là đại thiện pháp. Nhớ Phật niệm Phật là nghĩ đến đại thiện pháp. Nhớ nha. Nên mỗi một con người mình thường nghĩ đại thiện pháp là niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật.
Nên phải siêng năng, tinh tấn niệm Phật, đừng nên giải đại. Bản thân những đức mỗi ngày bận biểu công việc, những đức còn dành chút thời gian lễ Phật, một chút thời gian lễ Phật, một chút thời gian lễ Phật. Gánh lúc nào lễ Phật lúc nấy, gánh lúc nào lễ Phật lúc nấy. Gãy lễ được 10 phút, 5 phút, 7 phút, 8 phút, mười mấy phút, 20 phút cũng được, tùy. Nhưng một ngày mình gom gom lại mình cũng được, có thời gian mình tu. Bây giờ có những người mình bận thiệt bận, như bản thân những đức sáng mới đi nấu ăn, không được lên trên điện tu, thì thức sớm lễ Phật được một chút rồi xong đi nấu ăn. Chưa lễ Phật một chút rồi đi ngủ, ngủ chút xíu rồi đi nấu ăn. Chiều lễ Phật, rảnh lễ Phật, niệm Phật, đi đứng nằm ngoài niệm Phật, đi xuống dưới cầu thang, vừa đi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bước xuống cầu thang cũng niệm Phật, vô thang máy đứng trong đó một chút cũng niệm được vài câu Phật hiệu. Làm cái gì cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Vì niệm Phật là việc của mình, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật. Nên mình phải siêng năng niệm Phật. Nếu buông ra là tâm nghĩ ác, nghĩ điều sầm bậy. Nên bây giờ mình phải dùng cái tâm nhớ Phật, niệm Phật. Việc này quan trọng lắm quý vị à. Rất là quan trọng. Nên những người mình niệm Phật, mình phát tâm dũng mãnh cầu sanh cực lạc. Mình có những sự trở ngại gì trong cuộc đời mình quý vị, mình cố gắng niệm Phật thì nó vượt qua chứ, yên tâm đi, tin Phật đi. Đời này mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc, mình không có cái gì ở đây có gì đâu. Đừng lo, cứ làm hết trách nhiệm tấm lòng của mình, những việc thiện, việc tốt cứ cố gắng mà làm đi. Nên tất cả các cụ trong chùa, đại chúng chùa phải siêng niệm Phật, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cuối cuộc đời mình có Phật sắp xếp nè. Phật tử cũng vậy. Nhưng đức thấy rồi, có những người, người ta ở đâu phương xa không à, người ta ở xa, người ta niệm Phật, tự nhiên người ta lại chùa không tu từng, tự nhiên người ta yếu, cái được nhà chùa lo luôn. Nên mình cứ chân thật niệm Phật, có Phật sắp xếp chứ. Mình giải đãi niệm Phật không có ai mà giúp mình được đâu. Chỉ cái hình thức bên ngoài chứ sao giúp mình giải sách. Tu học sao mà càng tu càng dễ. Hộ niệm, nhiệt tình hộ niệm, lo cho người ta. Cái tâm mình nhiệt tình bao nhiêu thì quả báo đến với mình nhiệt tình bao nhiêu. Trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà. Mình nhiệt tình bao nhiêu thì quả báo sẽ đến với mình nhiệt tình bao nhiêu. Mình bê tha với người ta thì người ta bê tha với mình vậy thôi. Nên mỗi một điểm chùa, mỗi khi có người mắc phải nhiệt liệt vô niệm Phật hộ niệm cho người ta. Bây giờ công việc những đức chạy đôn chạy đáo, lo việc này việc kia, giải quyết việc này việc nọ, trừ thời gian nghe Phật pháp vậy thôi, chia sẻ Phật pháp thôi. Còn thời gian rảnh có khi mấy anh em điện thoại, mấy chú cũng cầm điện thoại lại đưa để giải quyết việc này việc kia, rồi gặp Phật tử tiếp Phật tử. Bây giờ chỉ có sắp xếp quý vị để hộ niệm cho các cụ. Còn ngày nào nhà đức cũng chia sẻ Phật pháp gì, từ trong chùa cho tới hàng Phật tử khắp nơi được, đều được nghe, để được bồi dưỡng pháp môn tịnh độ. Niệm Phật cả đời không thối tâm. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật. Bây giờ mình cứ chân thật niệm Phật đi. Mình mà chỉ cần gầy dựng tính nguyện, cuối đời mình niệm từ một niệm đến 10 niệm là Phật A Di Đà, tiếp dẫn giảng sanh nè. Nói cái điều hộ niệm của những đức, những đức niệm câu, để chúng niệm câu. Bây giờ có một người ngồi, bây giờ cái quan trọng là nhắc mình niệm Phật, mình niệm theo á. Cái đó là cái quan trọng đó. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng được hộ niệm là giảng sanh. Mình không gầy dựng tín nguyện sao giảng sanh. Mình phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật kìa. Mình không có tín nguyện niệm Phật, mình trông cậy vô hộ niệm thua. Thua. Nên như thế nói rằng lúc còn sống nè, cái quan trọng là khai thị lúc còn sống, nhắc nhở lúc còn sống. Còn cái lúc cặn tử nghiệp gần chết, có người chúng ta khi bệnh đau, lâu lâu bệnh đau một lần, nghe ai nói gì còn thấy mệt mỏi. Khi bệnh đau rồi nghe người ta nói này nói kia thấy mệt mỏi. Không chi mà bây giờ gần chết hấp hối khai thị gì giờ. Chỉ còn có một câu Phật hiệu để nhắc nhở chúng ta. Nên mình là cái quan trọng nhất. Mình là người gầy dựng tín nguyện niệm Phật quan trọng nhất. Gầy dựng con đường hướng đến của mình mạnh nhất.
Đây là cái mạnh nhất, quan trọng nhất. Khi gây dựng tín nguyện niệm Phật, chân thật niệm Phật, thì cái này là cái quan trọng nhất để mà mình thành tựu con đường giảng sanh. Phải nhớ kỹ. Nên mỗi một người mình gây dựng tín nguyện là cái quan trọng để mình hướng đến giải thoát. Nếu như mình không gây dựng tín nguyện thì mình thua. Nó cái gây dựng tín nguyện là cái đặc biệt để đời này giảng sanh. Nên tổ sư nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Nên nhớ kỹ, tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Nhớ kỹ nha. Nếu như mà không gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố thì hoàn toàn thất bại. Tổ sư nói dù bây giờ có niệm Phật mà mưa không ướt, gió không lọt, mà không tín nguyện thì cũng không giảng sanh. Được giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Tín là lòng tin về Phật kiên cố. Nguyện là chỉ đúng một cái nguyện cầu sanh cực lạc mà thôi. Nếu như gầy dựng được như vậy thì mình niệm Phật cả đời mình chắc chắn giảng sanh. Người đã tín nguyện niệm Phật rồi thì không có ai công kích quý vị mà làm mình dao động được á. Quý vị dễ bị dao động thì bị thất bại. Dễ bị dao động thì bị thất bại. Nhớ kỹ. Nên bản thân mỗi người chúng ta phải kiên cố tâm, lòng tin phải kiên cố đối với pháp môn tịnh độ. Tổ sư còn nói nhắc một câu rất hay, và Thượng Tịnh Không này cũng nhắc. Dù giờ Đức Thích Ca Mâu Ni xuống, Ngài nói Ngài có một cái pháp đặc biệt để mà dạy mình. Mình đảnh lễ Ngài, mình nói rằng con đã phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, xin Đức Thích Ca Mâu Ni để cho con tròn tâm nguyện. Cái tín nguyện mình kiên cố đến mức như vậy, bị nhớ. Nếu như tín nguyện này mà không kiên cố như vậy thì bị thất bại, thua. Tưởng đâu những việc cao xa bị chạy theo lại bị thành công vì có làm được đâu. Nên những điều nhắc nhở này cho người tu tịnh độ mỗi ngày gầy dựng đi quý vị. Mình ở một cái nơi mình tu hành mà ngày nào ta cũng nhắc nhở mình gì là mình mừng lắm. Cuộc sống kinh tế người ta lo hết, chỉ nhắc nhở mình siêng niệm Phật thôi, mình không niệm nữa thôi. Lúc còn sống này không gầy dựng, đợi đến chết rồi khai thị cái gì quý vị? Ngồi suy nghĩ đi. Nên tổ sư nói rằng có người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Không chịu buông xuống đâu, đợi nước đến chân chạy chạy không kịp. Nên mình ở một vị trí chùa, mình ở dù ở bên ngoài, nhưng mình cũng lo tu. Vì mục tiêu mình xa gia đình đi đến chùa là để lo tu, chứ không phải là chạy theo vật chất, tiền tài, rồi lâu ngày mình mắc đạo. Những điều này ai dính ai không dính thì tự bản thân mình ngồi suy nghĩ. Vì nhìn nhiều người cũng bị phạm như vậy. Có khi không khéo bản thân Nhuận Đức là người xuất gia, đối danh lợi bản thân Nhuận Đức không khéo, Nhuận Đức cũng bị dính luôn. Rồi là bỏ căn nhà nhỏ mà lấy căn nhà lớn mà vì mình là tiêu. Nếu có căn nhà lớn mà niệm niệm vì người thì là đúng, còn chấp nhất nặng nề thì là sai. Nghĩ là mình bỏ công ra nhiều quá thành nặng nề tình chấp thì mình thua luôn, không thể nào giải thoát được. Nhớ. Nên mục tiêu của Phật Pháp dạy mình là phải có tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát là cái việc rất quan trọng. Nên chùa mình các cụ cứ mắc mà ra đi xuống, đây là nhắc nhở gì mình cái vô thường. Nên tất cả Phật tử các cụ mà được ở trong chùa mình được cái quản lý đặc biệt trong chốn tùng lâm. Chứ bây giờ mình xa xứ mà mình đi lỡ cái nơi gần chùa mình ở, mà có khi mình cũng lo kinh tế lo tiền không thì không khác nào cũng đâu phải đi tu đâu quý vị. Còn được ở trong chùa, nhà chùa quản lý, không xài điện thoại, không giữ tiền, không phải muốn đi đâu thì đi. Nên nhờ như vậy mà mới có kết quả.
Còn nếu không muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, thì dù có gần chùa cũng chỉ có cái tiếng gần chùa, nhưng chúng ta lâu ngày coi chừng bỏ đạo luôn. Cái này hết sức cẩn thận, ổn lắm. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, phải cố gắng gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho kiên cố. Cái này là quan trọng nhất. Gầy dựng tín nguyện để đời này niệm Phật, quyết chí đời này chúng ta về cực lạc gặp nhau. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.